Hello, Sốp và Tư Nam Hùng Mạnh xin mến chào tất cả các anh chị và cô chú. Sốp Hùng Mạnh chúng em thì chuyên cung cấp tất cả những cái vật tư nuôi áo mũ bình khói chân tầm và các cái dòng thuốc điều trị bệnh như thế nào, thuốc ấu trùng của lớn của bé đó và thuốc ấu trùng vôi ở như ông ngoại, các cái dòng thuốc kích cho con ong có để nhiều và nuôi trùng tốt. Thì hôm nay thì cái video này thì em Hùng sẽ chia sẻ đến anh chị những ai là thợ làm ong, thợ nuôi ong, một cái sản phẩm đấy chính là cái mũ bảo hộ bắt ong. Nhưng mà cái mũ này nó có rất là nhiều cái điều mà đáng nói. Thứ nhất là lưới nó sẽ dài hơn so với những cái mẫu mũ mà em Hùng đã làm video, được không ạ? Đây là một mẫu mũ dàn di, chất liệu là vải dàn di, vành của nó thì là rộng là 40. Đây, em đo luôn cho anh chị và cô chú xem, vành của nó là rộng 40 và cái chiều dài của lưới tính từ vành xuống phía dưới này là 45. Đó, 45 được không ạ? Rất là dài. Thì bên em đặt xưởng làm cái mẫu riêng này, lý do ấy tại vì khi mà có một cái mũ lưới dài như này này, anh chị cô chú là sẽ đảm bảo được ong nó sẽ không chui từ dưới chui lên đó. Và được thiết kế là mặt trước là đen mọi người nhé, mặt trước là khoảng này là đen để mà mọi người nhìn ra bên ngoài làm ong nó dễ hơn. Với cả là con ong thì nó không thích màu đen đó, không thích màu đen nên là mình sẽ nhìn cái từ trong ra ngoài nó quan sát và làm ong, cái công việc làm ong nó thuận tiện hơn. Còn xung quanh của nó là màu trắng đó, nó chủ yếu là nó không tấn công vào trong mặt, đúng không ạ? Nó không tấn công vào phía trước mặt này. Và cái thứ hai ấy là cái mũ này nó rất là thông thoáng, vừa gọn nhẹ để anh chị cô chú làm trong khoảng thời gian nó lâu, nó không bị nóng bức đó. Và mình có thể là sử dụng để mà mình làm ong, thăm ong, khai thác mật ong, hoặc có thể là mình đi đồi đi rừng mình tránh muỗi đốt này, rồi các cái con bọ con vắt nó hút được mặt đó, anh chị có thấy không? Rất là gọn nhẹ cũng như là thẩm mỹ. Thì em sẽ chia sẻ cho mọi người, khi mà mọi người lấy một cái mũ này về ấy thì mọi người để ý là phải mặc áo có cổ giúp em Hùng nhé. Áo không có cổ là ong vẫn chui lên được, đúng không ạ? Khi mà mình làm ong thì mình sẽ chọn cái áo làm sao mà nó có cái cổ như này này. Thì cái lưới này nó sẽ đi qua cái phần cổ của áo đấy ạ. Và mình sẽ lấy cái này, mình sẽ dùng cái dây rút này, mọi người thấy không ạ? Đây là cái dây rút này, mình sẽ rút cái dây này từ dưới rút lên, rút lên đó. Mình sẽ rút lên và cho cái phần lưới nó đi qua phía dưới cái phần cổ áo, thì ong nó sẽ bị vướng ở dưới này, nó có tấn công được vào trong này thì nó cũng không rút lên được. Và sau đó thì anh chị rút cái dây này lên, hoặc là có thể là cài vào trong áo cho nó gọn, nó thắt nơ giống như em Hùng này, hoặc có thể là mình cài vào trong áo cho nó gọn cái dây lại để mình làm nó không bị vướng. Đây, thắt nơ lại như này, nó sẽ ngắn cái phần dây lại đó. Mọi người nhìn này, bên ngoài nó rất là dễ và đặc biệt nó gọn nhẹ lắm. Cái mũ này nó rất là nhẹ, nó rất là gọn, đảm bảo được là mình làm ong trong khoảng một thời gian dài không bị nóng bức đó, vừa an toàn vừa thẩm mỹ và đặc biệt là rất là gọn nhẹ. Mọi người có thể gấp lại và bỏ trong cốp xe đều ok được. Vành này thì là thiết kế là vành nhựa nhé. Bên em có là rất là nhiều loại vành, nhưng mà vành này vành nhựa nó sẽ bền hơn này đó, mọi người thấy không, rất là dẻo. Vành này vành nhựa này đó, vành này là vành nhựa, được thiết kế là vành nhựa. Bên em Hùng thì chuyên cung cấp tất cả những cái vật tư như ong nội ngoại, chân tầm, áo mũ, bình khói và các cái dòng thuốc điều trị cũng như là kích thích cho con ong nó để nhiều, nuôi trùng tốt. Cơ sở vật tư chúng em đây, mọi người thấy này, rất là nhiều, chuyên bán buôn, bán xỉ, tất cả các tỉnh thành. Bên em thì ship hàng tận nhà mọi người nhé, ship hàng tận nhà đó, mọi người thấy không? Tất cả đây là áo mũ và các cái đồ bảo hộ hết. Bên em ship hàng tận nhà cho anh chị và cô chú. Sau khi mà anh chị cô chú nhận hàng, kiểm tra hàng đúng mẫu mã đó, đúng như là em Hùng đang chia sẻ cho mọi người đây, thì anh chị cô chú đó là đặt hàng và mình sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện, được không ạ? Mình sẽ khi đấy nhân viên bưu điện sẽ mang hàng đến mà sẽ thu tiền của anh chị của cô chú. Bên em thì không nhận chuyển khoản trước, cũng không nhận đặt cọc trước, được không ạ? Đó, không nhận chuyển khoản trước, cũng không nhận đặt cọc trước. Mọi người nhận hàng thì thanh toán đó, nhận hàng thì thanh toán, ship hàng toàn quốc nhá. Anh chị cô chú mà nào mà quan tâm đến các cái mẫu mũ vật tư để bảo hộ cũng như là các cái dòng thuốc thì có thể là alo cái số điện thoại em Hùng để phía dưới phần tiêu đề, là bạn bên góc bên phải của phần tiêu đề, mọi người có thể là alo và em có kế hoạch gửi hàng cho anh chị và cô chú. Đó, bên em xa gần thì bên em ship hết nhá, ship tận nhà mọi người nhé, ship tận nhà cho anh chị và cô chú. Ngoài những cái mẫu mũ bảo hộ này ra thì mọi người có thể lấy kèm thêm những cái vật tư khác đó, thì cái ước và giá thành đến tay mọi người nó sẽ rất là rẻ đi.
tại vì bên em kho chúng em khá là đầy đủ đó. Xin cảm ơn tất cả anh chị và cô chú và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Được không ạ? Em xin cảm ơn và rất mong anh chị cô chú đăng ký ủng hộ giúp Hùng Mạnh chúng em để cho cái giá trị lan tỏa đến nhiều người hơn. Xin chào.